thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sai chương 7. Ê-sai chương thứ 7 mô tả lại một cuộc khủng hoảng mà dân Giu-đa phải đương đầu trong lịch sử quốc gia. Vấn đề được đặt ra trong chương này đó là khi đối diện với khủng hoảng, con dân Chúa sẽ đặt lòng tin cậy nơi ai? Ê-sai chương 7, từ câu 1 đến câu 9 thuật lại một thời kỳ nguy hiểm cho dân tộc Giu-đa. Lúc bấy giờ, nước Assyri trở nên hùng mạnh và là một mối đe dọa cho các nước nhỏ hơn trong khu vực. Trước tình hình đó, nước Syri và nước Ephraim, tức là vương quốc phía Bắc, đã liên minh cùng nhau. Họ muốn lôi kéo nước Giu-đa vào chung liên minh này để làm vững mạnh thêm thế lực quân sự nhằm có thể công khai chống lại Assyri. Tuy nhiên, Acha, vua Giu-đa, đã từ chối lời mời này vì ông quyết định lập hiệp ước với Assyri. Đây là một quyết định cực kỳ dại dột, vì Assyri mới là kẻ thù lớn của họ. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sai tiên tri Ê-sai và con của ông là Sê-a-gia-súc đến ngăn cản vua Giu-đa không liên minh với Assyri. Ê-sai truyền cho vua một sứ điệp về sự bảo đảm đến từ Chúa. Ấy là vua hãy cẩn thận, ở yên, đừng sợ cũng đừng nhút nhát. Vua Acha chỉ cần đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời là đủ. Đó là cách duy nhất để ông được bình an và đất nước được bảo vệ. Từ câu 10 đến câu 16 cho thấy quyết định của vua Acha. Sau khi vua Acha đã nghe lời của Chúa phán qua tiên tri Ê-sai, đầu tiên ông do dự và đáp ứng bằng lòng vô tín của mình. Vì thế, Ê-sai đã ban cho Acha một dấu lạ để làm vững mạnh đức tin của ông, nhưng ông từ chối nhận. Sau đó, Ê-sai quở trách Acha vì đã xem nhẹ lời Chúa, và Ê-sai nói rằng dù vua có thích hay không thì vua cũng sẽ nhận một dấu lạ. Ấy là một trinh nữ sẽ có thai và sinh một con trai. Con trai ấy có tên là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đứa con trai này là một sự nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời ở cùng dân Ngài và sẽ bảo vệ chăm sóc cho họ. Danh hiệu này để thuyết phục vua Acha rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ông, miễn là ông đặt niềm tin ở nơi Ngài, chứ không phải là một đế quốc nào khác. Về sau, trong thời Tân Ước, danh hiệu này là của Chúa Giê-xu, đấng sẽ giải cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi. Tiếc thay, từ câu 17 đến câu 25 thuật lại một sự đáp ứng đáng buồn của vua Acha. Thay vì tin cậy Chúa, thì vua Acha tiếp tục nhờ sự giúp đỡ từ Assyri. Tiên tri Ê-sai đã cảnh báo dân Giu-đa rằng nước Assyri sẽ trở thành kẻ thù của nước Giu-đa. Chúng sẽ xâm lược và tàn phá Giu-đa. Ê-sai dùng một hình ảnh thật sống động để nói về sự phán xét sắp đến mà Giu-đa phải chịu. Đó là quân Assyri sẽ đến xâm lược. Chúng sẽ phủ kín khắp đất như là ruồi và ong. Chúng sẽ sỉ nhục dân Giu-đa bằng cách cạo tóc và râu mọi người nam Giu-đa. Trang trại màu mỡ sẽ thành đất hoang vu. Đó là một thời kỳ cực sỉ nhục và hoạn nạn. Giá như vua Giu-đa bằng lòng tin cậy Chúa thì chuyện này đã không xảy ra. Ê-sai chương 7 đặt ra cho dân Chúa khi xưa và chúng ta ngày nay một thách thức lớn lao. Trong khủng hoảng, tôi có bằng lòng tin cậy Chúa hay không? Người thuộc về Chúa cần đặt lòng tin cậy và trông mong vào duy một mình Chúa, chứ không phải là trông cậy vào quân sự, vào tiền bạc, vào con người, là những điều không bảo đảm được cho dân Chúa. Câu hỏi suy ngẫm: bạn đang đối diện với những khó khăn nào? Bạn có đặt sự trông cậy giúp đỡ từ Chúa không? Hay bạn đặt sự trông cậy của mình vào điều gì khác?
chúng ta cùng cầu nguyện. Thưa Chúa kính yêu, sống trong một thời đại coi trọng chủ nghĩa, bàn tay ta làm nên tất cả. Chúng con dễ lắm đặt sự trông cậy của mình vào chính mình, vào khả năng mình có, vào sắc đẹp, vào tiền bạc, vào các mối quan hệ, vào người thân có chức có quyền, mà không hoàn toàn lệ thuộc và tin cậy nơi Ngài. Nhưng Chúa ơi, có những khó khăn dường như khó quá đối với chúng con. Nó làm tê liệt, làm chúng con run sợ, là những ngọn núi mà chúng con tưởng chừng dường như không thể vượt qua được. Xin Chúa giúp để chúng con không sợ hãi, không nhút nhát, nhưng biết cẩn thận, vững lòng tin và trông đợi vào chỉ một mình Ngài mà thôi. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa của con. Ngài luôn ở cùng với con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.